Một thay nhanh mẹ. Ở đây là gì đây? Ui, anh bay xa rồi đấy. Headshot! Và bây giờ chúng ta cùng đến với một lớp học để chứng kiến một màn thể hiện sự nguy hiểm của thành viên. Như vậy là tôi thấy là anh mình cộng đồng mình là hai người này. Đấy, anh là con nhún xuống. Anh là giống như bông bát. Ây, bông bát. Ui, trông như vậy là không ngờ được xảy ra. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã cùng đến với phần 71 series của bạn Thiên Thắng Nguy hiểm nhất hành tinh phát sóng trên kênh Tìm Vật 2 Kinh Nghị. Mình sẽ thông báo là đọc sinh nhiều vật cũng sẽ được phát sóng tại địa chỉ này. Vâng, sự nguy hiểm đầu tiên chúng ta trong buổi sáng đẹp trời hôm nay đó chính là quên nhầm. Chúng ta sẽ cùng đến với giải trộm ở trong. Đây là môn bóng môn bay cửa. Và thấy một thanh niên với một chiếc áo màu trắng và một chiếc quần màu đen, bên cạnh đó là một chiếc mũ lưỡi chai cực kỳ tuyệt vời. Như vậy là anh đang dùng một chiếc xà và anh đang bậy với cửa trắng. Như vậy là cửa thì bị khóa trong, nhưng mà không lo vì anh là có cái truyền thống gia đình là mấy chục năm nay đi bậy cửa trộm rồi, may này vẫn chưa bị tóm. Đấy, thành công này. Như vậy là bày cửa thành công, nhưng mà anh do quá xúc động nên là anh đã bị ngã, bị chậm ở chân rồi. Tự nhiên là vì xúc động quá nên khả năng là anh không muốn cơm nữa. Anh có thể là sau anh sẽ cảnh tạp bên chính và anh sẽ bày một cái cửa khác thành công và anh sẽ vào tù rồi và in viết trong đó. Và như vậy là chúng ta thấy là tình trạng trộm cướp ngày nay là rất may. Và đây như là một khung cảnh Việt Nam thì chúng ta hãy tốt nhất là hãy có những biện pháp gì đó để phòng tránh những tình trạng trộm cắp đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một thanh niên da đen để trần và anh đã mặt đất. Vâng, như vậy là tôi chưa tìm mình tật gì và anh đã yêu đất rồi. Vâng, tiếp theo chúng ta cùng đến với hai thanh niên. Như vậy là một thanh niên với một cái trắng ngồi tôi nghĩ là yểu điệu thụ nữ đó. Như vậy là anh đang sợ rồi, có lẽ là kiến trắng hay chẳng. Và chúng ta cùng cho xem gì nha. Một cái con người có thể nói là rất là tuyệt vời, một người với cái giới tính rất là linh hoạt và có lẽ tôi nghĩ là họ yêu nhau đấy, họ yêu nhau là nhà là họ muốn chơi họ muốn là dành tình cảm với nhau, muốn chơi nhau thì nghe quá. Tôi nghĩ là anh chàng này là có cái giới tính mà có thể nói là rất nhiều người yêu. Tất cả các anh cùng đến với giải bắt đầu. Như vậy là một tình huống bắt đầu thẳng vào một cái xe ha. Tôi nghĩ là anh ấy rồi, anh bị say rồi. Và tiếp theo đây lại cùng đến với một thanh niên với một cái vẻ ngoài cực kỳ lịch sự và đình đạm. Như vậy là anh đang nhìn trước anh ngó sau và anh ngắm camera xong. Rồi chúng ta cùng chờ xem hành động của anh là gì. Như vậy là một cô gái đi về nha. Vậy là gì? Vâng, như vậy là anh tiện tay thò cầm điện thoại đi về luôn. Tôi nghĩ là đây là hành động thật sự tuyệt vời. Và tiếp theo đây chúng ta cùng đến với một bà cụ. Như vậy là bà xem vừa đây. Bà làm gì đây? Như vậy là tôi thấy ông bà nhiều cú đấm đấy, bà làm gì mà đấm này? Rồi, như vậy là tôi thấy là rằng mặc dù là tuổi đã có tuổi nhưng mà đây tôi muốn đấm 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 đấm. Và như vậy, đây, tụi đường đi, đây, tụi đường đi. Bắt đầu phát bằng bộ đó rồi à. Rồi, tụi đường thế rồi. Đấm, không thể đấm. Tự nhiên là bà là một người cực kỳ có kinh nghiệm trong cái sở trường, cái môn thể thao này. Thật là tuyệt vời, một người có tình yêu trên bóng môn của em. Tất cả hôm nay cùng đến với ngoài nha. Tự nhiên là anh là một người rất điềm đạm và rất là nhẹ nhàng đấy. Anh cứ thể hiện của anh đây, chúng ta thấy đây là anh rất là nhẹ nhàng, gắp từng gói mì và nhẹ nhàng để cái đĩa xuống và anh nhẹ nhàng cầm cái to lên và đi ăn một mình. Thật tuyệt vời. Và như vậy là chưa gì thì đã xô xát rồi. Rồi, như vậy là họ đang liên tiếp thực hiện những tình huống sau đâu. Đấy, các bạn nhìn điện thoại này. Đấy, thì nhân mà đang luyện có công này.
từ đâu rồi. Còn cái này chắc chắn là cái điệu đấm đấm này là của ấy rồi, Mai Tài Sơn rồi. Và đến với màn kết hợp trong Diệp Văn Ba đúng không ạ? Đây, và đến với màn thể hiện sao chưa gì hay chưa rồi. Như vậy là chúng ta thấy đấy là Mai Tài Sơn đấm Diệp Vấn. Diệp Vấn không có đề gì và họ đã quyết định là tha nhau đi về. Tôi nghĩ đây là một hành động cử chỉ thật sự tuyệt vời và rất đúng với kịch bản phim. Và một thanh niên nhìn mặt rất hãng tài. Anh làm gì đây? Như vậy là anh soi soi gì không? Anh quay đi. Wow, thật tuyệt vời. Như vậy là anh bị headshot. Vâng, như vậy là chúng ta đến với một trận đấu. À không, một cuộc chiến. Như vậy là một thanh niên quyết định là cân cả đối địch. Và trên tay anh là một chai rượu rồi. Có lẽ là anh say rượu rồi. Vâng, như vậy là anh đã quay cuồng. Anh quay cuồng nhưng mà đối phương bắn không trúng tay được. Như vậy là anh đã tạo tay phát ba. Rồi, rồi, nhắm đi, nhắm mình, nhắm bóp đi. Ui, chạy đi rồi. Anh thật sự rất nguy hiểm. Chúng ta đây, chúng ta cùng đến với sự nguyện tiếp theo. Rồi, như vậy là thanh niên cạnh cổ. Như vậy là tại sao anh lại cạnh cổ lại đây? Rồi, cái gì đây? Tôi nghĩ là anh quê quá rồi, thấy mặt quê quá rồi. Tôi nghĩ là anh nên đi về nhà và coi thêm cho đen vào mặt đi. Vâng. Một chiếc quần đỏ và đi ạ. Quần đỏ ta gọi là CV đấy. Gì đấy? Sao nhìn bất chung thế? Như vậy là tôi vừa nói không quần đỏ. Anh này nhanh bốc cái xe là anh dọn đường anh đi. Thật ra là anh cùng đến với một thanh niên. Như vậy là tiếng điện thoại kia rồi. Yeah. Như vậy là điện thoại chị đấy. Được chưa? Đấy, được chưa? Thật ra là nhiều khi đầu óc nó không được tỉnh táo và thông cảm nhé. Như là hai chị là máu trong người lấy chắc vừa làm mấy quay rượu rồi. Tất nhiên là da phi ở xe, hỏng ở xe rồi. Hay là tại nhà thừa tiền hôm nay chắc là vừa trúng quả. Tất nhiên là hai người là ra đây là bay thừa tiền cho vui. Rồi, như vậy là chúng ta thấy đây là hai cô nương. Úi giời, cảm thấy cái điện thoại à. Rồi, iPhone đấy, đừng đưa. Rồi, iPhone nước. Nhưng mà iPhone nước thì thoải mái đi vì iPhone bây giờ đọc nhẹ mà có mình mới chờ thôi. Tính như thế thì đọc mắn iPhone nào anh nào nhỉ. Tại sao ta đến với hai chàng trai? Ta vâng, như vậy nó gọi là định mấy. Một tình huống ngồi vào một cửa xe. Bắt đèn đây. Đào gì đây? Đào. Một trò chơi dân gian. Đó là trò chơi mới được xuất hiện ở đây. Đó là trò chơi bồ chim. Như vậy chúng ta sẽ thấy là trò chơi này bắt cô bé này là bồ ở trong. Bồ là gì là lấy đứt túi luôn này. Đấy, bồ là gì đây? Rồi, như vậy là này bồ đầu tiên. Thoải mái đấy. Và ta cùng tiếp theo là cô bé sẽ bồ là gì đây? À, trời người quay camera là ăn đủ. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một đám cưới để cùng chứng kiến một chàng trai. Như vậy chàng trai có một bộ tóc cực kỳ lãng tử. Và tôi thấy là hiện nay là sao ở bên nước ngoài người ta nuôi chó nhiều vậy. Vâng, chúng ta cùng chờ. Vâng, như vậy là vâng. Và họ rất là hiểu nhau đấy. Ê, tôi thấy đấy. Chàng trai này cũng muốn tầm mồm rồi. Và đưa lại cho chàng trai chúng trẻ ăn. Và chúng trẻ phát hiện ra và nhét lại đồng hồ đó. Tuyệt vời. Tao cũng có trai gì đấy nha. Úi giời. Headshot. Chân mình đặt mặt mình ấy. Và đây là đối thủ nguy hiểm nhất của chúng ta phần 71 này. Một người chúng ta chứng kiến đây là ba thanh niên. Như vậy tôi tạm gọi đây là ba thanh niên thật bị thần nhập. Rồi, như vậy là tất cả anh đều sân khấu bây giờ cho thanh niên áo màu trắng thiên nào. À, thanh niên áo ạ. Đấy, như vậy là anh cực kỳ nguy hiểm.
thành tập với văn phòng 11 của series và cái thằng bên gia đình. Các bạn đừng quên like, share và subscribe vô và click vào đây để xem phần tiếp theo. Xin chào và xin hẹn.